Thưa quý vị, giáp Tết, trong khi các nhà vườn tập trung hoàn thành việc chỉnh sửa cây kiểng để phục vụ thị trường, thì nhiều gia đình cũng đang tất bật thay áo mới cho những cây kiểng nghệ thuật ở vườn nhà để đón Tết. Nghề sửa kiểng Tết vì thế cũng ăn nên làm ra. Dịp Tết là thời điểm ăn nên làm ra của những người thợ thổi hồn vào cây kiểng, làm cho chúng trở nên thẩm mỹ và giá trị hơn. Công việc sửa cây kiểng hoạt động quanh năm, nhưng nhộn nhịp nhất vẫn là vào những thời điểm cận Tết. Với các nghệ nhân hoặc thợ sửa kiểng có thể kiếm từ vài triệu đến cả chục triệu đồng khi sửa xong một cây. Từ xưa đến giờ thì mỗi dịp Tết đến xuân về thì nhà nào cũng cần cho cái không khí Tết nó thêm sum vầy, thêm đẹp đẽ, cho nên là họ cũng cần cái trang trí lại nhà cửa cũng như là sửa kiểng, chăm sóc cái kiểng mỗi cuối năm thì nó cũng nhộn nhịp hơn. Và anh em thì cử các anh em thợ thầy tới sửa kiểng cho mỗi gia đình, nhất là mai, mai vàng và các cái dạng bonsai như là mai chiếu thủy hay là linh sam. Người làm nghề sửa kiểng được chia làm hai nhóm: nhóm chuyên sửa các loại kiểng trang trí, nhóm còn lại là những nghệ nhân chuyên về cây cảnh nghệ thuật như bonsai, kiểng cổ, tiểu cảnh. Nhóm này đòi hỏi người thợ phải có tay nghề cao, trình độ chuyên môn vững vàng và những kiến thức nhất định về đặc tính sinh thái của từng loại cây. Nghề nào thì cũng có những cái khó khăn nhất định, thì nghề này thì rất cần cái sự tỉ mỉ chăm chút và cái yếu tố cái tâm mình đặt trong nghề nào cũng cần một cái tâm mình tâm huyết về cái quyết tâm mình đặt trong cái nghề. Thì các anh thợ ở đây đều có được cũng một phần 50% các anh em cũng được đào tạo qua trường lớp, và 50% thì anh em cũng học qua kinh nghiệm chỉ bảo lẫn nhau. Người chơi cây cảnh chỉ có thể biết chăm sóc, tưới nước, tỉa cành đơn giản, còn việc uống nắng sao cho cây có dáng ưng ý nhất, đạt thẩm mỹ cao nhất, từ đó sẽ có giá trị kinh tế cao, thì phải nhờ vào sự tinh tế, kỹ thuật cắt tỉa, quấn dây của người thợ. Đó là lý do người làm nghề chỉnh sửa cây cảnh có thu nhập cao. Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, thế nhưng lượng khách đặt hàng sửa kiểng vẫn không mấy ảnh hưởng, vì đây là nhu cầu thiết yếu trong dịp năm mới. Các nghệ nhân thợ sửa kiểng vẫn ăn nên làm ra.